Kem này con yêu. Ôi đừng. Ôi trời ơi. Đừng mà. Cho mày một bãi thun thủ nè. Không sao đâu con trai. Vấn đề này bu mày lo được. Đơn giản luôn. Ông chủ, cho mượn cái súng thể hiện tí nào. Đây, mày muốn làm cái gì thì làm. Anh em thấy sao? Tin tớ diễn có giống hoạt hình không? Quá giống phải không? Thế mới là nhại phim chứ. Bà này ăn phải cái gì mà bách phát bách trúng thế nhỉ? Quá đỉnh luôn. Trăm năm. Thiên tài trăm năm có một là đây anh em ơi. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Tuyệt vời nàng ơi. Vào việc anh em. Ngu dốt. Cho mày ra chiến trường luôn. Trời ơi, mình phải đi bắt nhau thật sao? Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Vua đầu bếp. Họ đang thi ốp trứng đấy. Cả nhà mình có nhận ra không nhỉ? Xem nào, cậu này mãi chưa chín. Loại nha cưng. Cô này à? Chín đấy, nhưng sao mà ít trứng đấy. Loại. Ôi trời ơi, sao cậu rán được nhiều trứng thế này? Xin chúc mừng, chúc mừng. Bạn đã giành giải nhất. Quá khen, quá khen. Mà sao trứng nó to thế nhỉ? Không ổn thôi. Trả con cho tao. Vòng tay yêu thương. Đến đây nào. Đến đây đừng sợ baby. Trời ơi nhanh quá. Vòng tay yêu thương ở đây. Bắt được mày rồi cún cưng.